Xin chào, Ngọc Mai rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ tiết lộ cho các bạn nghe một bí mật rất là thú vị. Luôn xuất hiện trước báo giới với tư cách là những nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới, thì những người đàn ông quyền lực này cũng có một cái gu lựa chọn đồng hồ đeo tay rất là riêng để họ nói lên được cá tính cũng như là thông điệp mà họ muốn truyền tải. Từ Donald Trump, Kim Jong-un, Tập Cận Bình cho đến cả Đức Giáo Hoàng, thì không biết những người đàn ông quyền lực này đang sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay như thế nào, thì hãy cùng với Đồng Hồ Hải Triều khám phá ngay trong video lần này nhé. Qua bài phân tích từ Fashion Bean. Và trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên like và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào của bọn mình tiếp theo nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Donald J. Trump Signature Collection. Chưa từng bỏ lỡ bất cứ cơ hội kinh doanh nào, Donald Trump còn có riêng một thương hiệu đồng hồ cho chính mình. Thật vậy, vào năm 2005, bộ sưu tập Donald J. Trump Signature được ra mắt và được chào đón nồng nhiệt nhờ vẻ ngoài hào nhoáng đầy phô trương, đúng như tính cách của vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Justin Trudeau, IWC Regulator. Những ai vẫn cho rằng đây là thời kỳ khó khăn dành cho phe tự do nên nhìn lại Justin Trudeau, vị lãnh đạo Canada vẫn bình chân như vậy, dù cả thế giới dường như đang sôi sục trước ông. Tương xứng với tinh thần phóng khoáng này chính là chiếc đồng hồ đeo tay IWC Regulator, cũng là thương hiệu yêu thích của Frank Underwood trong phim House of Cards. Chuẩn xác, thanh lịch và khiêm tốn, chiếc đồng hồ hoàn toàn phù hợp với hình ảnh Trudeau đang tạo dựng. Shinzo Abe Seiko SRC013. Với thế mạnh sản xuất đồ dùng của Nhật Bản, người dân nội địa hiếm khi cần phải nhìn đi đâu xa. Điều đó cũng đúng khi ta đề cập đến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Với chiếc SRCO013 từ thương hiệu Seiko, nhà sản xuất đáng kính đã làm đảo lộn cả thế giới đồng hồ khi ra mắt chiếc đồng hồ quartz đầu tiên trên thế giới. Barack Obama Gray 6500 Secret Service Limited Edition. Trừ khi không muốn vướng vào những đồn thổi không hay, tốt nhất là bạn nên tránh việc mua quà tặng sếp. Tuy nhiên, nếu như sếp của bạn là cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, câu chuyện sẽ hơi khác một chút. Đó là vào năm 2007, cựu nhân viên bảo vệ của Tổng thống tặng ông chiếc Drop Gray Secret Service, phiên bản giới hạn đầy sắc sảo. Kể từ đó, ông gần như không rời chiếc đồng hồ. Quả là một ngụ ý xuất sắc về đức cần kiệm và liêm khiết của vị cựu lãnh đạo nước Mỹ. Malcolm Turnbull Apple Watch. Malcolm Turnbull vốn thuộc tiếp người gắn chặt cuộc sống cá nhân vào đồng hồ, với độ chính xác đến từng phút. Chính vì thế, một chiếc Apple Watch đa năng có thể hoạt động xuyên suốt mà không cần lên dây cót chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Để phù hợp hơn với cương vị lãnh đạo, Thủ tướng Australia đã lựa chọn mẫu dây đeo dạng mắt lưới nhỏ Milanese thay cho dây cao su thông thường. Vladimir Putin Black Band Grander Date Aqualung. Trên thực tế, sự lựa chọn đồng hồ của Tổng thống Putin rất đáng chú ý. Ông không bao giờ e ngại những tạo phẩm lừng lẫy. Sự lựa chọn của ông cho thấy rõ điều đó. Ông hoàn toàn có dư khả năng mua được một chiếc Black Pen, điều hoàn toàn tương phản với mức lương chính trị gia Nga được công bố rộng rãi. Tập Cận Bình Omega Constellation. Tương tự như vậy, vị chủ tịch Trung Quốc cũng tỏ ra không mấy e ngại những thương hiệu nổi tiếng. Phiên bản Omega tinh tế này hoàn toàn phù hợp với cổ tay nhỏ hơn của người Đông Bắc Á, cũng có độ lịch lãm phù hợp với cương vị của một chính trị gia. Kim Jong-un Movedo Museum. Sự lựa chọn của vị chủ tịch Triều Tiên lại là trường hợp khá kỳ lạ. Không phải bởi vì đây là chiếc đồng hồ kỳ lạ, mà vì nó hoàn toàn bất hợp pháp. Chính sách của nước này đã hạn chế gần như toàn bộ đồ nhập khẩu, trong đó có cả những cỗ máy thời gian xa xỉ. Nhưng đối với một người như ông thì không có gì là không thể. Đức Giáo Hoàng Francis Casio MQ247B. Vốn gắn liền với phẩm phục áo cà-sót màu trắng, nón trắng và làm lễ mỗi ngày, chiếc đồng hồ lộng lẫy có thể được xem như vật phẩm xa xỉ. Vì thế, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican chỉ lựa chọn cho mình chiếc Casio MQ247B với thiết kế khiêm nhường, gần như không tạo nên bất cứ sự phân tán chú ý nào. Các bạn thấy chủ đề video lần này của bọn mình như thế nào? Và các bạn có ấn tượng với những mẫu đồng hồ mà những người đàn ông quyền lực đang sở hữu hay không? Hãy để lại comment bên dưới cho bọn mình được biết nhé! Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều thì hãy đừng ngần ngại bấm subscribe, bởi vì còn rất nhiều chủ đề thú vị mà bọn mình sẽ gửi đến cho các bạn ngay sau đây. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!